Chào mừng với các bạn đã đến với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách hướng dẫn sử dụng máy điện châm model H306 được sản xuất bởi hãng Hanin Hàn Quốc. Đầu tiên tôi xin giới thiệu về giao diện của máy. Máy khi cung cấp sẽ có giao diện là máy chính, dây nguồn và 6 dây dẫn điện, 6 điện cực để giúp cho việc kích thích các huyệt cũng như là dùng để châm cứu. Đầu tiên khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bật phím nguồn ở trên thân máy để thiết bị có thể là hiển thị các thông số. Thì máy có các chương trình như sau. Đầu tiên sẽ chúng ta có thể chọn các chế độ như là chế độ auto mode. Về chế độ auto mode này thì gồm có sẽ có 3 chương trình. Nó thể hiện từ A1 đến A3. Chúng ta sẽ lựa chọn như sau. Về chương trình là mức A1 thì chúng ta sẽ có dòng điện có tần số từ 1 đến 100Hz. Ở A2 thì tần số dao động từ 1 đến 10Hz. Ở A3 thì tần số dao động từ 90 đến 500Hz. Đây là chế độ auto mode. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có thể cài đặt chương trình điều trị qua phím manual. Thì manual chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 chương trình được thể hiện từ N1 đến N8. Thì khi chọn phím manual thì chương trình thấp nhất là N1, dao động mỗi nhịp xung sẽ là 1 Hz. N2 dao động mỗi nhịp xung sẽ có 3 Hz. N3 dao động tối đa là 10 Hz. N4 là 30 Hz. N5 là 60 Hz. N6 là 100 Hz. N7 300 Hz. N8 500 Hz. Tùy vào các huyệt đạo cũng như là chương trình mong muốn thì ta có thể lựa chọn là chế độ auto hoặc là chế độ manual tùy theo bác sĩ chỉ định. Tôi lấy ví dụ để điều trị, tôi chọn chế độ là mức auto là mức 1 với dao động xung là 100, tối đa là 100 Hz. Sau khi tôi lựa chọn xong chương trình sẽ gắn tấm điện cực lên kim và sau đó sẽ tăng cái cường độ dòng điện đến cái mức phù hợp trên bệnh nhân. Trên giao diện màn hình thì có các 3 cái phím để điều khiển. Thì thứ nhất là phím lựa chọn thời gian. Thì với phím lựa chọn thời gian này thì chúng ta sẽ cài đặt với các thời gian như là 10 phút, 15 phút, 30 phút, 40 phút và 50 phút. Phím điều khiển về âm lượng chúng ta có thể là bật cho máy hoạt động có thể phát ra tiếng kêu hoặc là tắt đi để không phát ra tiếng kêu. Phím INT là phím điều chỉnh về khoảng cách xung. Khi ta nhấn cái kích hoạt cái chương phải phím INT này thì khoảng cách nhịp xung nó sẽ dao động là 5 giây kích hoạt và 2 giây nghỉ.